mới đây trên mạng xã hội đã rộ lên thông tin cho rằng tiền vệ Nguyễn Quang Hải sẽ sang La Liga để tập luyện cùng câu lạc bộ Alaves vào tháng 4 năm 2019. Ngoài ra, anh cũng sẽ được dự khán một số trận đấu có sự góp mặt của câu lạc bộ Barcelona hoặc Real Madrid. Thực hư câu chuyện này như thế nào? Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với Quang Hải để xem anh nói gì về điều này. Thật sự thì Hải ở nhà thôi mà cũng khá bất ngờ về những thông tin đó. Thực chất là mình là cầu thủ và mình cũng chưa biết rõ được thông tin này. Có nghĩa là Hải chưa có thông tin về vấn đề này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh Thể thao 360 của Báo Thanh Niên.